Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với lễ bế mạc và lễ trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023. Và đây là khu vực thảm đỏ được diễn ra tại nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng. Xin trân trọng chào đón đoàn làm phim Tấn Trường Tôi Là Ai cùng đạo diễn Nguyễn Hà Lê và nhà sản xuất Lê Đăng Tâm. Và chúng ta được trân trọng chào đón sự có mặt của những vị khách quý. Và hãy cùng chào đón trên thảm đỏ của chúng ta trong Janap 2023, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga. Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Nguyễn Phương Hòa. Danh sắc phim trong Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất. Chương trình chiếu phim Điện ảnh Việt Nam hôm nay bao gồm 16 phim Việt Nam sản xuất trong 3 năm 2020, 2021, 2022. Tấn Trường, Tôi Là Ai, Who Am I, Who I Am.